nha mọi người. À, quay đầu càng. À, anh đưa em. Trùng dây rồi, các anh trùng dây rồi. Trùng dây rồi nha anh em, vẫn còn giật nha. Nè, rồi, đóng đi anh, đóng đi anh. Có không? Có, trùng dây rồi dễ gì xảy. Vẫn lên cá nha mọi người. Bự không anh? Rồi mới để xảy luôn rồi. Xảy luôn hả? Còn mà, con, đang chạy vô. Qua đây đi anh, qua đây đi anh. Từ, không về hết. Tốn lên cá nha mọi người. Công sức ra em ơi. Vô bụi dừa cái gì á? Vô bụi dừa. Bự không anh? Không biết. Chắc cũng nhỏ rồi. Rồi ra rồi. Đây nha, lên cá nha. Rồi chút xíu trời. Chưa thấy. Xíu à. Trời ơi mini. Má ơi. Có nhớ được rồi. Đẹp nha. Cá đẹp chạy nha. Đẹp nha. Cá chạy hết mô pin luôn nha mọi người. Cá ăn rồi. Cá đẹp nha. 2 giờ sáng nha. Kỹ á. Tấn nha mọi người. Thay đồ. Dính 2 mét luôn, đường nào ra được. Rồi, ok. Đã luôn. Quay thẻ luôn hả? Ủa bấm lúc nào anh Tuấn? Bấm nào đứng? Có 1 ký anh Tuấn thẻ luôn nha mọi người. Đồ đi câu cho vui. Rồi, xong. Chuẩn bị đợi xô giống em. Rồi. Đẹp. Bình lên cá nha. Bình lên cá nha. Lâu. Nè. Đang vướng lục bình nha anh em. Nè, thiện xuống bắt cá nè. Tự nhiên thấy thằng chích điện nó vừa đi ngang qua. Thấy cái cần em búng lên như vậy á. Có hả? Có. Kéo con cá vô tới đây mà. Còn Vũ ở đây nè. Ngon. À, rác ghê rác. Ừ anh. Không biết nữa. Mà thấy em búng cái cần dữ lắm. Đây. Còn có cái gì đưa cho thơ. Kéo lục bình từ vô. Kéo từ đúng rồi. Mở đường ra. Kéo mở đường ra. Kéo vô, cứ kéo vô bình, kéo cái dây vô à. Kéo cái lục bình vô là anh kéo vô à. Chèo nó đó. Có. Đừng giữ dây, mở lục bình đi. Em cứ mở ở trong á, em cứ giục lục bình ra là khỏi lộ ra ngoài, đừng có lộ ra ngoài. Đó, mở. Đó, cứ là bình nó kéo cá vô à. Rồi cứ mở đường cho vỏ đi sáu chạy vô. Đúng rồi. Cần lên. Bắt cá cực khổ quá anh em. Mà không biết con này chắc bú bình quá hay sao mà sao nó giật cái cần ghê vậy mà không biết bú bình. Đó. Rồi kéo vô, nắm cái thẻ kéo vô luôn. Đó. Kéo lục bình vô. Nắm cái đọt lục bình kéo vô. Cởi quần xây ra. Lúc nào cũng để dây căng nha. Nhỏ xíu hả? Rồi đó đem lên luôn. Rồi. Có cá rồi được. Rồi Thanh Kiều đứa em luôn. Rồi thả đi bình cái cho luôn. Thả lên. Nó lớn lắm mà hàng điểm mắc lục bình mà. Lên. Bình lên cái nha anh em. Lên cái nha anh em. Cá bú bình. Rồi bú đem về cho mèo ăn luôn. Ok. Rồi anh em.